Không bao giờ có chuyện miền Nam bị bỏ lại phía sau. Dự án kênh đào Funam Techo của Campuchia đang thu hút sự quan tâm rất lớn, không chỉ của các nhà khoa học mà cả dư luận trong nước và quốc tế. Với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, những thông tin có được tới thời điểm hiện tại về dự án kênh đào Funam Techo chưa đủ để đánh giá chi tiết về mức độ tác động đối với Việt Nam. Thế nhưng trên một số kênh truyền thông thiếu thiện chí như VOA, RFA, Việt Tân đã vội đồng loạt đăng tải những thông tin sai lệch như đồng bằng sông Cửu Long lâm nguy trước kênh đào Funam Techo. Chính quyền Việt Nam vẫn chưa có một biện pháp nào để hỗ trợ người dân đối phó với vấn nạn này. Không còn xa lạ, từ trước đến nay, các thế lực thù địch, đối tượng, phần tử cơ hội chính trị vẫn luôn rêu rao rằng đồng bằng sông Cửu Long đang bị Đảng, Nhà nước ta bỏ rơi, quên lãng, không được quan tâm đầu tư để kích động tâm lý tiêu cực phân biệt vùng miền. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Funam Techo, đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mekong quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong lưu vực. Các giải pháp chống xâm nhập mặn, chuyển đổi mô hình vật nuôi, cây trồng kết hợp với phát triển du lịch miệt vườn và sản xuất nông sản chất lượng cao để xuất khẩu đang được triển khai rộng khắp. Chính vì điều kiện sinh hoạt hà khắc nên trong cái khó ló cái khôn, họ đã tìm ra một trong những giải pháp hàng đầu là tăng cường canh tác nông nghiệp chịu muối. Người dân đã đổi mới trong phương pháp canh tác, sử dụng giống cây chịu muối và áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm. Ngoài ra, đầu tư vào các ngành công nghiệp và dịch vụ như công nghiệp chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch nhằm khai thác du lịch địa phương đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân ở đây. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng đang đầu tư các bồn chứa nước và nối dài đường ống, sửa chữa các trạm cấp nước cho người dân, chủ trương thực hiện phương án vận chuyển nước thô bằng xà lan về các nhà máy nước để xử lý, giúp người dân dự trữ ứng phó trong trường hợp tình trạng xâm nhập mặn kéo dài. Đồng thời, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập ngăn mặn, trữ ngọt trong hệ thống kênh mương, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát lãng phí nước, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng, đặc biệt với cây ăn quả, cây giá trị kinh tế cao. Thiếu hụt cơ sở hạ tầng từng là điểm yếu của miền Tây, giúp kết nối với các khu vực khác ở phía Nam, ngăn cản dòng đầu tư của doanh nghiệp. Nhưng nay, điểm nghẽn này đang dần được tháo gỡ khi các tuyến cao tốc đã và đang hình thành như cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2, dự án đường dẫn cầu Cần Thơ 2, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam mới được ký kết sẽ kết nối các tuyến sông, kênh qua 8 tỉnh thành phố phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhờ sự quyết liệt của hệ thống chính trị và người dân, vùng đất này đã có sự phát triển rõ rệt, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, luôn là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước. Điều đó cho thấy những bước đi hiện nay là đúng hướng và bước đầu có hiệu quả, nhiều mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của người dân ổn định. Có thể nói, chính quyền, người dân đang tập trung cao độ để đảm bảo sản xuất, biến nguy thành cơ nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, khai thác thế mạnh và tiềm năng lợi thế du lịch sông nước, sinh thái nơi đây.